Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ VFF, vào lúc 11 giờ trưa ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương, tức là 15 giờ theo giờ Việt Nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ hai trên sân Al Rayyan 2 trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Asian Cup. Trước khi bước vào buổi tập này, các cầu thủ đã trải qua một buổi tập ngoài trời và hai buổi tập củng cố thể lực tại phòng gym khách sạn. Đồng thời về cơ bản thì cũng đã có sự điều chỉnh cần thiết về nhịp sinh học do lệch múi giờ. Sân tập của đội tuyển nằm trong hệ thống các sân tập được AFC lựa chọn sử dụng cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 và trước đó thì cũng được FIFA sử dụng cho các đội tuyển tham dự World Cup 2022 nên rất chất lượng. Mặt sân phẳng, cỏ xanh và mịn như thẳng. Thời tiết tại Qatar khá lý tưởng, nhiệt độ trung bình khoảng 18 độ C cho cảm giác xe lạnh nhưng không khó chịu và rất thuận lợi cho hoạt động tập luyện. Sau các buổi chỉ tập thể lực trong phòng gym nên việc được hít thở bầu không khí ngoài trời thoáng đãng đã khiến các cầu thủ rất hứng khởi. Huấn luyện viên Philip Chuze cũng quyết định đẩy cao khối lượng vận động trong buổi tập nhằm giải phóng sức y cho các học trò. Bên cạnh đó thì ông tiếp tục rèn rũa lối chơi triển khai bóng một cách chủ động và gia tăng khả năng kết dính giữa các tuyến. Nội dung rèn rũa về cách chơi pressing tầm cao, kiểm soát bóng, cách di chuyển, phối hợp và dứt điểm cầu môn trong phạm vi hẹp lối chơi tấn công kiểm soát bóng theo ý đồ chiến thuật mới được huấn luyện viên trưởng người Pháp đang áp dụng cho đội tuyển Việt Nam đòi hỏi sự linh hoạt và tính cơ động rất lớn của các cầu thủ. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng và dứt điểm nhanh khi có bất kỳ cơ hội nào cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh của lối chơi này. Đó cũng là điều mà huấn luyện viên Philippe Troussier cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đang nỗ lực rèn rũa cho các học trò. Điều đáng mừng là các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ qua từng buổi tập, nền tảng thể lực cũng được duy trì khá tốt, giúp họ hoàn thành giáo án đề ra. Ngoài ra ông Chu Dê cũng cho các cầu thủ tự do chơi các mini game với bóng nhằm giúp mang tới sự hưng phấn và tinh thần sảng khoái nhất cho toàn đội. Sau khi kết thúc buổi tập, Quang Hải cùng với ba thủ thành là Nguyễn Philip, Đình Triệu và Văn Việt vẫn rất miệt mài trên sân tập để hoàn thiện bài giáo án sút phạt mà huấn luyện viên Chu Dê yêu cầu trước đó. Nhưng có một điều rất thú vị và hài hước, đó là tiền vệ Quang Hải đã nhận lời tham gia thử thách kỹ năng chơi bóng cùng với các vận động viên tâng bóng nghệ thuật của Qatar. Quang Hải bằng kỹ thuật sút phạt đã phải thực hiện thử thách như thực hiện thành công 20 quả đá phạt hàng rào, sút bóng trúng điểm cố định được chỉ điểm trên khung thành. Đối với thử thách sút bóng qua điểm cố định, khung thành được chắn bằng một tấm phướn khổ lớn chỉ để chống 5 vị trí để cầu thủ phải thực hiện kỹ thuật sút cầu vòng. Trong nhiệm vụ này, Quang Hải không những thể hiện xuất sắc thành công các cú đá phạt theo kiểu Kuf, có nghĩa là cú sút vòng cùng, khiến người chơi cùng với một số ít của động viên Việt Kiều tại Qatar có mặt trên khán đài cũng phải trầm trồ. Một vận động viên tân bóng nghệ thuật trong nhóm của Qatar từng lọt vào top 14 thế giới cũng phải thán phục tài năng sút phạt của Quang Hải. Anh chia sẻ, những pha sút phạt thành công trước đó do Quang Hải thực hiện bằng chân trái từ cú sút phạt sở trường là tuyệt nhất và rất ngọt ngào bởi cách đặt bóng, lấy đà và sút của cầu thủ này nhìn rất sướng mắt. Nếu như siêu sao Messi có một phong cách khi sút phạt rất riêng thì Quang Hải cũng có một cách đặc trưng của mình mỗi khi sút phạt và không lẫn vào đâu được. Đó gần như là thương hiệu của anh ấy. Xin cảm ơn Quang Hải về buổi giao lưu hôm nay. Chúc các bạn thi đấu thật tốt ở giải Asian Cup lần này. Cố lên Việt Nam. Cổ động viên Qatar luôn yêu và ủng hộ các bạn. Một điều bất ngờ và thú vị nữa là thủ thành Nguyễn Philip chính là nạn nhân của những pha sút phạt thần sầu đó. Anh cũng chỉ biết cười và lắc đầu với sự xuất sắc của đồng đội. Không chỉ thực hiện tốt những cú sút, cầu thủ sinh năm 1997 trong lần hiếm hoi cũng chia sẻ chi tiết về kỹ thuật sút phạt, từng nhiều lần giúp bản thân tạo nên bàn thắng đẹp mắt trong sự nghiệp. Quang Hải đã hướng dẫn chi tiết về cự ly sút phạt nguy hiểm cách đặt chân trụ và bước chạy đà, kỹ thuật sút bóng căng và chuẩn xác. Ngay sau khi kết thúc buổi giao lưu đó, các cổ động viên Việt Kiều đã chạy vào sân với mong muốn được chạm vào thần tượng. Quang Hải cũng không ngại dành thời gian ký tặng. Với chiều cao khiêm tốn, đôi khi anh còn lọt thỏm giữa nhóm cổ động viên này. Trước đó bên lề buổi tập của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có chia sẻ với truyền thông tác nghiệp tại sân vận động. Đình Bắc cho biết, bất kỳ cầu thủ nào được gọi lên đội tuyển quốc gia cũng là một vinh dự lớn. Bản thân tôi là một cầu thủ còn ít tuổi, nhưng được trao cơ hội tập luyện và thi đấu cùng các anh lớn. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa ở đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chu Dê là người có cá tính vô cùng mạnh mẽ. Trong mỗi buổi tập, thầy luôn chỉnh sửa từng động tác, từng ly từng tí. Đó là điều đặc biệt nhất. Với bản thân tôi, giải đấu nào cũng quan trọng. Tôi cần phải thể hiện tốt nhất với hy vọng được các thầy trong ban huấn luyện tin tưởng. Nếu thể hiện tốt thì bản thân mới có thêm cơ hội được lên tuyển trong các đợt hội quân tiếp theo. Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa trước khi bước vào bài kiểm tra về nhân sự, lối chơi bằng trận giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan diễn ra vào ngày 9 tháng 1 tới đây. Đây là trận đấu phục vụ công tác chuyên môn của cả hai đội tuyển chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup năm 2023 nên sẽ diễn ra trên sân không có khán giả và cũng không có các hoạt động tác nghiệp của truyền thông báo chí. Cuộc khủng hoảng tiền đạo cắm ở Asian Cup năm 2023 của đội tuyển Việt Nam có thể được huấn luyện viên Chu Dê giải quyết như cách huấn luyện viên Park Hang Seo áp dụng 5 năm trước. Chấn thương của Nguyễn Tiến Linh trước thềm Asian Cup 2023 khiến đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giải đấu mà không có trung phong cắm đẳng cấp nào. Dù huấn luyện viên Chu Dê chữa cháy bằng việc gọi tiền đạo Nguyễn Văn Trường hay trước đó là trung phong trẻ Nguyễn Văn Tùng, nhưng với việc chưa ghi bàn nào cho đội tuyển quốc gia, thật khó kỳ vọng bộ đôi tiền đạo mới ở ngưỡng tuổi đôi mươi sẽ làm nên chuyện trước những đội bóng rất mạnh như Nhật Bản hay Iraq. Trong tay huấn luyện viên Chu Dê hiện tại, những cầu thủ kinh nghiệm nhất như Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn đều không phải là tiền đạo mũi nhọn, có thể bám vòng cấm, đảm trách nhiệm vụ làm tường, dứt điểm, chạy chỗ hút người. Đây đều là những chân sút có xu hướng lùi sâu làm bóng rồi bất ngờ xâm nhập vòng cấm. Trong 8 trận dưới thời huấn luyện viên Chu Dê, đội tuyển Việt Nam đã chơi luân phiên hai sơ đồ là 3-4-3 và 3-5-2. Dù đá công thức nào, đội cũng cần một trung phong như một hải đăng trong vòng cấm để xây dựng lối chơi tấn công. Huấn luyện viên Chu Dê đã thử nghiệm nhiều nhân tố như Tiến Linh, Văn Tùng, Đinh Thanh Bình, nhưng chưa cầu thủ nào ghi bàn thực sự tin cậy. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lúc này cho đội tuyển Việt Nam là Tuấn Hải, có hai bàn, một tiền đạo lùi, hơn là một trung phong thực thụ. Do vậy, cuộc khủng hoảng trung phong ở đội tuyển Việt Nam sẽ thúc đẩy sự thay đổi của ông Chu Dê. Một sơ đồ không tiền đạo có thể là lựa chọn tối ưu cho phù thủy trắng trong bối cảnh hiện tại. Đội tuyển Việt Nam từng dự Asian Cup 2019 cũng trong tình cảnh không có một chân sút giỏi. 4 năm trước, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức chia tay đội ngay trước thềm giải, khiến huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn một trung phong là Tiến Linh. Sau khi ấy thì Tiến Linh chưa đủ độ chín. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã xếp sơ đồ không có tiền đạo thực thụ nào. Ông sử dụng Công Phượng trong vai trò số 9 ảo, hoạt động tự do trên hàng công. Công Phượng không bám vòng cấm mà được tự do chạy chỗ di chuyển linh hoạt, khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ. Để rồi chân sút sinh năm 1995 đã có giải đấu rất thành công. Anh ghi hai bàn vào lưới Iraq, Jordan cùng trận đấu gây náo loạn hàng thủ Nhật Bản bằng những pha dê bóng lắt léo, kỹ thuật và khó lường. Đội tuyển Việt Nam đã vào tới tứ kết mà không cần tới một chân sút đúng nghĩa. Công Phượng ghi nhiều bàn nhất đội với chỉ hai bàn. Bởi khi ấy nền tảng phòng ngự kết cấu đội hình vững chắc cùng những pha chuyển đổi trạng thái được mài rũa đến thuần thục đã giúp học trò ông Park gây khó khăn cho các đội mạnh. Đây có thể là gợi ý cho đội tuyển Việt Nam của ông Chu gì. Toàn đội sẽ tái ngộ Nhật Bản, Iraq, những đối thủ của hai năm trước, cùng một Indonesia đã thân thuộc ở Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá ít nhất hai trận ở Asian Cup 2023 ở thế cửa dưới. Về cơ bản thì nhiệm vụ ghi bàn đôi khi không phải quan trọng nhất trong những trận đấu này. Nếu chơi phòng ngự phản công, vai trò của các tiền đạo cần làm trước tiên là gây áp lực trực diện để ngăn đối thủ triển khai bóng, cố gắng giành bóng để tấn công nhanh. Thay vì sắp xếp một trung phong thuần túy, việc đá sơ đồ không tiền đạo thực thụ với 3 cầu thủ tấn công di chuyển linh hoạt, biến ảo như 5 năm trước là lựa chọn đầy tiềm năng. Huấn luyện viên Chu Dê đang có những chân chạy kỹ thuật và tốc độ như Văn Toàn, Đình Bắc, Vĩ Hào, chưa kể Tuấn Hải rất nhạy bén, có khả năng hỗ trợ phòng ngự, gây áp lực ở cường độ rất cao. Đây đều là ứng cử viên cho vị trí số 9 ảo mà Công Phượng đã đảm nhiệm 5 năm trước. Đặc biệt là Đinh Bắc với những pha xử lý khó lường và táo bạo mà cầu thủ này đã thể hiện ở V-League. Nhìn chung việc thiếu vắng một chân sút cừ khôi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Việt Nam. Nhưng trong bối cảnh đội cần phòng ngự nhiều hơn tấn công, đồng thời các tiền đạo phải linh hoạt, đa năng, lắt léo hơn, đôi khi sơ đồ không trung phong sẽ giải quyết được nhiều vấn đề.